Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại một cây viết rất là quen thuộc với kênh Sóng, đó là Lê Tuấn Vũ. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Ánh Đèn Leo Loét. Quý thính giả nào đã từng nghe qua những câu chuyện của Tuấn Vũ và thấy yêu thích những câu chuyện ấy thì hãy ủng hộ cho Tuấn Vũ bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của Tuấn Vũ thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Khi ngồi xuống chiếc ghế nhựa kê sát vách, ánh mắt xa xăm nhìn ra cánh cửa sổ có những chấn sông sơn màu trắng. Bên ngoài không gian dịu mát, từng làn gió thu se se lạnh dịu dàng thổi đến, khiến những người đang đi lại dưới sân khẽ co mình, nép sát cạnh nhau. Trên mấy cây bàn, lá đã đổi sang sắc đỏ. Những con chim sẻ ríu rít chuyền cành, rủ rỉ gọi nhau như một đám hội xuân nhộn nhịp. Tất cả cảnh người cảnh đời đều trái ngược, tương phản với những gì đang diễn ra trong căn buồng ấy. Trong gian buồng nho nhỏ vỏn vẹn chỉ hơn 40 mét vuông, nhưng kê chực kính sát nhau là chiếc giường đơn bằng sắt. Những chiếc giường kiểu cũ này vốn đã được người ta loại biên từ những năm 90, thế nhưng ở đây thì vẫn còn giữ lại. Giữ lại để tận dụng làm nơi điều trị cho những kẻ mắc bệnh hiểm nghèo, những người mà mạng sống chỉ còn tính bằng giờ, hay nói cách khác là đang chờ tử thần đến đón. Kiên Nạo Đề ngước mắt lên nhìn chiếc máy điện tim độ đang hiện lên màn hình những đường kẻ xanh chạy dài. Tần số nhấp nhô càng ngày càng ít. Con sóng hình sin biểu thị cho những nhịp tim của người bệnh đã dần dần liễm tắt. Phản chiếu ở khoảng tối của màn hình là khuôn mặt già nua tiều tụy của ông Cường. Kiên không dám nhìn thẳng vào mặt bố. Người đàn ông năm nay mới chỉ ngoài 50, mà bất thình lình mắc chứng suy đa tạng không thể nào cứu chữa. Ở cái tuổi của ông, người ta vẫn còn dồi dào sức lực, vẫn còn có thể ăn uống liên hoan, thể thao thể dục, hoặc vui thú điền viên, mảnh vườn con cá. Ấy thế mà mọi ước mơ và niềm vui giản dị nhất của ông Cường cũng không thể nào thành sự thật vì căn bệnh kỳ lạ mà ông gặp phải. Nhìn lồng ngực xẹp lép, chỉ còn da bọc xương của bố đang nhấp nhô nhẹ nhẹ, Kiên khẽ thở dài, lại một lần nữa nhìn bố qua màn hình máy điện tim. Dưới nền đen của màn hình, trông ông Cường lại càng hốc hác, vầng trán nhăn nheo cùng mái tóc trọc lóc không mọc nổi sau những lần điều trị làm ông Cường trở nên khắc khổ, già khỏm đi so với tuổi thật của mình. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng trũng xuống, để lộ ra những nếp nhăn chạy dài từ khóe mắt đến tận mang tai, như khắc họa rõ nét vẻ tiêu điều của một con người đã chạm tay vào cửa tử. Hai má ông hóp lại, đẩy hai hàm răng nhô ra phía trước, đôi lúc còn vén cả bờ môi tím tái để lộ ra ngoài, khiến những kẻ vô tình nhìn thấy ông sẽ lập tức nghĩ đến những nạn nhân của nạn đói thời Pháp thuộc. Có lẽ ít ai tưởng tượng ra rằng cách đây chỉ vài tháng, ông vẫn còn khỏe mạnh, và có thể người đang bàng hoàng nhất chính là Kiên, đứa con duy nhất của ông Cường. Là một sinh viên của trường đại học có tiếng ở Hà Nội, Kiên đang phải tham dự một khóa thực tế xa nhà. Khóa học kéo dài chỉ hơn 3 tháng, nhưng mới đi được 2 tuần, anh đã phải trở về vì những tin dữ rằng bố mình nhập viện. Ngày tiễn Kiên lên xe, hai bố con vẫn còn đang cười cười nói nói, hẹn rằng mấy tháng nữa trở về, Kiên sẽ mang quà cho bố mẹ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, và giờ đây chuyện người âm kẻ dương gần như chỉ còn tính bằng ngày. Đang thẫn thờ ngồi nhìn vào chiếc màn hình điện tử, chợt một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai, khiến Kiên vội quay đầu nhìn lại. Thì ra đó là bà Ngoan, vợ ông Cường. Bà lắc đầu thở dài nhìn con,
rồi lấy hướng đôi mắt xót xa về phía người chồng đang nằm bất động trên chiếc giường sắt. Mẹ hỏi rồi, người ta bảo không có cơ hội nào nữa đâu con à. Kiên cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang run run cầm tập hồ sơ bệnh án. Nước mắt anh ứa ra trên hai hàng mi, nhưng anh vẫn còn cố bình tĩnh, ngập ngừng hỏi bà Ngoan. Mẹ đã hỏi các bác sĩ đông y chưa? Một lần nữa, bà Ngoan lại thở dài lắc đầu. Bà cũng như Kiên, chẳng dám nhìn chồng lâu, vì hình ảnh tiều tụy của ông khiến bà xót ruột. Các bác sĩ Tây y cộng bó tay, thì mấy ông thầy thuốc cứu làm sao được hả con? Mẹ không có hỏi, nhưng có hỏi thì người ta cũng không có dám nhận lời. Có một người khác, chắc là người nhà của bệnh nhân đang ngồi gần đó, cũng bàn góp. Nói xin lỗi chị với cháu nghe, nhà tôi thật thà, chứ một khi bệnh viện đã trả về thì ít ai dám nhận chữa lắm. Kiên không đáp lời, chỉ thở dài cúi mặt. Bà Ngoan quay sang nhìn người nọ, khẽ gật gù như thể đồng tình. Thật vậy, căn bệnh hiểm nghèo khiến ông Cường đã mất gần như toàn bộ khả năng vận hành của cơ quan nội tạng. Ông có sống được đến ngày này cũng chỉ là duy trì bằng máy móc. Càng để lâu, nội tạng trong người ông lại càng suy kiệt. Cái chết không thể tránh khỏi chắc chắn sẽ diễn ra trong một sớm một chiều. Ngày hôm trước, bác sĩ trưởng khoa đã đến gặp và nói chuyện thẳng thắn với gia đình bà Ngoan. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, mong mọi việc e rằng không như chúng ta dự liệu. Vậy với cháu xem ở nhà cần phải làm gì thì nên thu xếp thời gian chuẩn bị đi. Tôi e rằng anh nhà không còn lâu được nữa đâu. Lời nói của vị lương y cũng là những gì mà gia đình bà dự liệu, nhưng nó vẫn như là một tiếng sét giữa trời quang, khiến bà Ngoan bần thần, suýt nữa thì ngất đi vì đau đớn. Bên cạnh bà, Kiên cũng thất thần thất sắc. Anh đỡ lấy mẹ, rồi quay sang vị bác sĩ kia, nói như van nài. Bác sĩ à, bác sĩ cứu bố cháu với, bố cháu không thể chết được. Nhưng đáp lại lời Kiên chỉ là ánh mắt tuyệt vọng, như mang theo sự hối hận vì bàn tay mình đã không thể cứu thêm một sinh mạng nữa. Nhưng nhiệm vụ này, kể cả ông cũng như người nhà đều hiểu rằng đó là bất khả thi. Bệnh trạng của ông Cường 10 phần đã coi như chết chín. Họ có thể kéo dài được đến giờ phút này, duy trì sinh mạng cho ông đến tận bây giờ, đã có thể coi là kỳ tích. Nhưng hồi sinh một người đã quăng mình vào cửa tử thì không thể. Cái chết được đoán trước của ông Cường diễn ra vào độ nửa tháng sau. Đám ma của ông cũng nhọc nhằn lắm. Ngày đưa tang, trời gần giáp Tết, từng đợt mây xám xịt phủ kín cả bầu trời, úp lên những mái đầu lấm tấm nước mưa, cả một khoảng không nặng nề đặc quánh. Dưới tầng trệt của căn nhà, kề ngay ngắn giữa gian phòng khách là cổ áo quan sơn đỏ. Bốn phía đã đóng chặt 49 cây đinh. Nắp ván thiên chỉ để lại một ô kính nhỏ cho những bạn bè cố hữu, hàng xóm thân tình lần cuối được trông thấy dung nhan người yểu tử, coi như nói lời tạ từ sâu cuối trước lúc phân chia ranh giới cõi chết và cõi sống. Bên cạnh cổ quan tài, người đàn bà mất chồng vẫn còn đang quỳ mọp, một bên trán tì vào cạnh áo quan, hằn lên một vệt đỏ chạy dài ngang mặt. Chiếc khăn xô không giữ nổi mái tóc rối bù đã xõa tung ra, che bớt đi phần nào khuôn mặt, nhưng không thể bôi xóa được sự đau đớn xót xa hiện lên mụn một trong đôi mi đẫm lệ. Người đàn bà không đứng nổi để chịu tang chồng, bà chỉ còn có thể quỳ trên nền đất, cố bám siết lấy áo quan, mặc kệ những lời khuyên răn của hàng xóm láng giềng. 10 ngón tay bấu lấy nắp quan tài như muốn níu lại trên dương thế người chồng vừa khuất núi. Dù bà Ngoan đã mấy lần ngất đi, giọng nói gần như lạc hẳn vì nỗi đau quá lớn, nhưng người ta vẫn nghe được tiếng than ai oán của bà. Anh ơi,
Mình ơi, sao mình nỡ bỏ mẹ con em mà đi? Mỗi lần câu hỏi vô đề ấy cất lên, hàng xóm láng giềng chỉ biết nhìn nhau ái ngại. Có người bạn thân thiết với vợ chồng bà, nếu lấy tay bà ngoan, dìu bà đứng lên, kèm theo những lời phân ưu gần như thủ tục. Em xin chị đó, chị cố gắng lên đi chị. Trên cao xanh anh có linh thiêng, cũng không muốn chị như thế này đâu. Nghe người bạn nói, bà ngoan như đứa trẻ tuổi thân, lại càng khóc lớn. Bà gần như quỵ xuống, cánh tay vừa lơi khỏi nắp áo quan đã lại cuống cuồng với lấy. Các người bỏ tôi ra đi, cho tôi chết cùng chồng tôi. Lại thêm mấy người nữa cũng xúm vào khuyên giải an ủi, chẳng ai nỡ lòng nào cấm bà ngoan ở bên cạnh chồng thêm mấy tiếng. Nhưng người ta sợ cứ thế này thì có thể bà cũng kiệt sức mà chết theo ông Cường. Bởi từ lúc đưa xác ông từ bệnh viện về nhà khâm liệm, bà ngoan đã không ăn không ngủ hơn một ngày trời. Suốt cả quãng thời gian đó, người ta chỉ thấy bà kêu gào thảm thiết, hoặc khóc đến khi khàn tiếng mới vật vờ bò đến giường chồng. Chứng kiến những cảnh ấy, người cứng lòng nhất cũng phải nghẹn ngào rơi nước mắt. Chẳng ai ngờ hai vợ chồng đã ở với nhau đến hơn 20 năm mà tình cảm vẫn còn đậm đà đến như vậy. Trái lại với người mẹ vật vã khóc than, đứng chống gậy bên ngoài cánh cửa là Kiên. Vài người láng giềng đưa được bà ngoan vào buồng, quay lại biểu môi xì xầm với nhau. Sợ ơi, còn gì cái, bố chết mà không nhỏ được một giọt lệ nữa. Người đi bên cạnh khẽ níu cánh tay rồi đáp. Ê, khẽ khẽ cái mộm chứ, kệ nó đi, đúng là vô phúc mà. Mẹ, đẻ đứa con khôn thì mát lòng mát dạ, đẻ đứa con dại thì bay quai gia phong. Ê, khổ thân vợ chồng ông Cường. Sao báo nó à, ngày xưa có hiếu lắm. Ôi trời ơi, ai mà biết được. Lúc còn sống thì bố nó cho tiền ăn tiền học, nên lúc nào nó cũng đòn đá. Bây giờ đó, mồm miệng đỡ tay đỡ chân thôi. Hai người vừa đi vừa đứng nép vào một góc nhà, mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng của gã thanh niên đầu chích khăn xô, áo tang sổ gấu. Nhưng khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt cứng rắn, không chịu nhỏ lệ tiếc thương dù là thủ tục. Người ta có ấn tượng với Kiên như vậy quả thật không sai, vì suốt từ khi Kiên còn là một đứa trẻ con đến sau này khi trưởng thành, Kiên vẫn luôn gắn bó với ông Cường. Ông Cường xuất phát điểm là một giám đốc của một xí nghiệp trong thành phố. Vợ ông làm trong một cơ quan ngoại giao nên hiếm khi có mặt ở nhà. Thành ra đứa trẻ sống cùng với bố là chủ yếu. Biết con mình có phần thiệt thòi hơn chúng bạn vì mẹ phải xa nhà liên tục, thiếu thốn tình cảm của người phụ nữ, nên mặc dù bận trăm công ngàn việc nhưng ông vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để bảo ban chăm sóc cậu con trai duy nhất. Hồi Kiên còn bé, chiều chiều ông Cường vẫn thường đón anh từ trường về, cõng anh trên lưng rồi hai bố con đi chơi khắp xóm. Láng giềng trông thấy vẫn thường trêu. Lại cõng ông giám đốc con đi chơi đấy. Lớn lên, Kiên có nhiều mối quan tâm hơn nên hai bố con cũng không dành nhiều thời gian cho nhau như trước. Nhưng mỗi lần thấy bố con ông Cường cùng nhau ra đường, mọi người lại nói. Gớm, nhìn có như đúc khuôn không? Hai người đi với nhau cứ như hai anh em. Ông Cường tự hào về lời khen ấy lắm, nên đi đâu ông cũng khoe về đứa con của mình. Việc trong đám tang ông, Kiên không nhỏ một giọt lệ khiến nhiều người ngạc nhiên hoặc xa gần nghĩ xấu về anh. Các đồng nghiệp của ông Cường đi đưa đám ma ông chép miệng thở dài. Uổng công ông Cường chăm sóc nó, nghĩa tử là nghĩa tận mà, chẳng hiểu sao thằng bé nó lại dửng dưng như thế. Thành ra trong đám tang ông, giữa những lời chia buồn phân ưu, giữa những tiếng khóc than nỉ non ai oán, vẫn có cả những lời gièm pha. Tiếc cho một người bố hết lòng vì con mà lại có một đứa con bất hiếu. Quá trưa,
Tiếng Phượng bắt âm ngưng hẳn. Những người của đội kèn trống đám ma đã tản mát vào những mâm ăn dọn sẵn. Trong nhà chỉ còn vài người láng giềng thân cận, cùng với Kiên là thu dọn lại một số đồ lễ trên bàn thờ. Bà Ngoan sau mấy tiếng đồng hồ khóc than khang cổ đã được vài người dìu vào, đặt nằm trong buồng có cửa sổ trông ra mảnh sân hoang lạnh. Bà Ngoan thấy tiếng kèn trống đã ngừng, mệt mỏi ngồi nhổm dậy định ra ngoài xem phụ giúp với mấy người hàng xóm. Bỗng một luồng gió bất chợt ùa vào, khiến bà Ngoan rùng mình lạnh toát. Bà đang co ro giật mình thì nghe thấy tiếng mèo kêu thét lên từ cửa sổ. Bà quay đầu lại thì kinh hãi trố mắt rồi rú rầm lên, vì bên ngoài sân, giữa những làn khói hương nghi ngút, một khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là ông Cường, kẻ đúng ra đã thành người thiên cổ. Ông Cường đứng yên không nói gì. Từng luồng gió vừa ào ào thổi xuống qua những mái hiên rít lên như giận dữ, nhưng khói hương vẫn nghi ngút bay lên, soi mờ khuôn mặt hốc hác của ông. Đầu ông Cường trọc lóc, không còn một sợi tóc. Hai gò má trũng sâu khiến đôi mắt ông hõm hẳn vào trong hộp sọ, toát ra tia sáng lạnh lùng quái dị. Quai hàm ông nhô cao, hàm răng của ông như nhô hẳn ra ngoài, khắc họa rõ nét sự tiều tụy của một kẻ chết vì trọng bệnh. Nghe tiếng thét của bà, mấy người hàng xóm vội vã chạy vào. Bà vừa trông thấy họ đã run run nói: Chồng tôi, ôi trời ơi, chồng tôi chưa chết. Các ông các bà ơi, chồng tôi chưa chết. Chồng tôi đang ở ngoài sân kia kìa. Mình ơi. Mấy người hàng xóm ngơ ngác nhìn theo bà, nhưng tất nhiên chẳng ai thấy gì cả. Bà Ngoan mặc kệ những ánh mắt đang trông theo mình, nửa kinh ngạc, nửa nghi ngờ. Bà run run đứng chết chân tại chỗ, nhưng vẫn hồi hộp nói: Mình à, mình còn sống đó hả? Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ông Cường đã không còn ở đó nữa. Bà dụi mắt mấy lần, chạy ra nắm lấy chấn song, mặt gần như tì hẳn vào cửa sổ. Nhưng trên mảnh sân gạch trước nhà, ông Cường đã biến mất. Chỉ còn lại những cặp mắt thất thần, những khuôn mặt đang hướng về bà nghi hoặc của những người hàng xóm láng giềng đến đưa ma. Gió bỗng thổi mạnh hơn, đem theo hơi lạnh vào nhà, làm mấy ngọn nến trên bàn thờ bập bùng như sắp tắt. Bà Ngoan lại nhìn ra cửa sổ, dõi vào đám đông mà gọi lớn: Mình ơi, mình đi đâu đó? Sao không vào nhà với tôi? Kiên bây giờ mới tiến lại. Anh đến gần gỡ tay mẹ khỏi chấn song, rồi run giọng bảo: Mẹ à, mẹ nói gì thế mẹ? Ai, là ai ở ngoài kia? Bà quay lại nói: Con ơi, bố mẹ còn sống. Bố mẹ chưa có chết đâu. Mẹ vừa nhìn thấy bố mẹ đứng ở ngoài cửa sổ đó. Rồi bà quay lại dục mấy người đứng xung quanh: Các ông các bà không trông thấy cái gì sao? Chồng tôi chưa có chết. Chồng tôi vừa ở ngoài sân kia kìa. Kiên và mọi người đều nhìn nhau á khẩu, ngơ ngác đứng yên. Bà Ngoan lại nhìn mọi người và dục: Các ông các bà mau ra ngoài đón chồng tôi vào đi, nhanh lên. Những người láng giềng run rẩy nhìn nhau. Có kẻ nhanh trí quay phát lại nhìn cổ áo quan vẫn đặt lù lù ngay giữa gian phòng khách, với bức di ảnh của ông Cường vẫn nằm sau hai bóng đèn dầu leo lét. Có những kẻ khác yếu vía hơn, nuốt khan nước bọt, rồi len lén đứng sát lại bên nhau. Bên ngoài trời đã lạnh, nhưng cái giá rét khiến họ rùng mình không đến từ thời tiết. Nó xuất phát từ những gì bà Ngoan trông thấy, từ những gì bà đang phát biểu, và từ cái không gian u ám nhóm đầy tử khí đặc quánh đến độ nghẹt thở giữa tan trường. Kiên đã lấy lại phần nào bình tĩnh. Anh tiến đến giữ tay mẹ rồi chép miệng bảo: Mẹ ơi,
Mẹ bình tĩnh lại đi. Bố mất rồi, có chăng là mẹ nôm gà quá cuốc mà thôi. Người bạn của bà Ngoan cũng vội vàng chạy đến, cầm tay bà khuyên nhủ. Chắc là vì chị thương nhớ anh quá đó, cho nên nhìn đâu cũng thấy anh đó chứ. Chứ có ai trông thấy gì đâu. Bà Ngoan lắc đầu ngoài ngoại, gằn giọng đáp. Không, rõ ràng tôi thấy nhà tôi mà. Ông ấy đứng gai ngoài cửa sổ, ở giữa sân kia kìa. Mọi người trong nhà đều đưa ánh mắt nhìn nhau kinh sợ. Có người tin chắc bà Ngoan mê sản vì quá thương nhớ chồng. Nỗi đau quá lớn đôi khi khiến người ta mất đi tự chủ. Bà Ngoan đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay nên tinh thần không còn minh mẫn. Việc nôm gà quá cuốc là chuyện bình thường. Nhưng cũng có kẻ yếu bóng vía, đoán là ông Cường hiện về thật. Ý nghĩ ấy khiến họ đứng nép lại bên nhau, thậm chí túm lấy áo người khác cho đỡ sợ. Người Việt với truyền thống tín ngưỡng lâu đời vẫn tin vào những thế lực vô hình. Thành ra ít ai nghi ngờ chuyện vong linh người quá cố trở lại dương gian trước khi đầu thai sang kiếp khác. Ở bên cạnh bà Ngoan, Kiên thở hắt ra một hơi rồi cắn răng bảo. Nếu như bố còn sống, còn đứng ngoài sân, thì ai đang nằm trong quan tài kia? Bà Ngoan nghe xong cũng giật mình, như nhớ sực ra điều gì. Bà vùng khỏi tay con trai và người bạn, vội vàng chạy ra gian nhà giữa, để lại những ánh mắt ái ngại và sợ hãi trông theo. Bà Ngoan muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình không tưởng tượng. Chiếc áo quan chẳng xa bà là mấy, nhưng giây phút này kéo dài tưởng chừng như diệu vợi. Bà vừa đến nơi đã vồ lấy cái quan tài, rồi ngó đầu nhìn thẳng vào tấm kính nhỏ trên nắp ván thiên. Bỗng bà kinh hãi rú lên, rồi bật ngửa ra sau, tứ chi luống cuống bò lùi trên nền đất. Bởi bà vừa rướn cổ trông vào thì trong quan tài, người chết cũng vừa mở trừng trừng đôi mắt nhìn xoáy vào bà. Thấy mẹ mình ngã ngồi xuống đất, ú ớ nói không thành tiếng, Kiên vội vàng chạy tới đỡ mẹ đứng lên. Bà Ngoan siết lấy tay con, lắp bắp bảo. Kiên, Kiên ơi, bố mày chưa có chết, bố mày còn sống, bố mày vừa mở mắt nhìn mẹ. Câu nói của bà khiến đám đông vội vàng chạy tới đỡ bà bỗng nhiên ngừng phát lại. Họ đổi ánh nhìn từ phía bà Ngoan quay sang cái áo quan đựng xác của ông Cường. Cái áo quan vẫn nằm đó, im lìm, lặng lẽ như một chứng nhân đang âm thầm quan sát tất cả biến cố hải hùng. Người bạn thân của bà Ngoan đứng sát ở bờ tường, run rẩy chỉ tay vào quan tài ông Cường rồi nói. Chị bảo sao? Anh vẫn còn sống hả? Bà Ngoan quả quyết. Chồng tôi vừa mở mắt nhìn tôi. Mọi người giúp chồng tôi ra ngoài với. Không ai dám tiến lại. Người ta kinh hãi nhìn nhau, nhìn những cặp mắt đang run rẩy chẳng khác gì mình, và những khuôn mặt đều cứng đờ tím tái trước thông tin rùng rợn. Mãi một lúc sau mới có một cậu thanh niên, chắc là họ hàng với nhà ông Cường, bước lên phía trước xung phong bảo. Bác để cháu xem sao. Vừa nói, cậu thanh niên nọ vừa bước lại chỗ cổ quan tài. Mọi người chung quanh cùng nín thở chờ đợi, rồi cùng thở phào một lúc. Chẳng có gì khác lạ, xác ông Cường vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Dưới ánh đèn dầu leo lét phía trên, mặt ông dường như vừa gầy gò thêm, và hình như đổi hẳn thành màu tím. Bà Ngoan cũng đứng dậy, trố mắt nhìn xác chồng nằm trong cổ áo quan. Bấy giờ bà Ngoan mới biết là chồng hiện hồn về. Ý nghĩ hải hùng ấy làm bà kêu lên một tiếng, rồi thảng thốt ngã quỵ xuống nền nhà. Người ta xúm vào khiến bà nằm đặt lên chiếc giường trong buồng kê ngay dưới khung cửa sổ mà ban nãy ông Cường đã hiện về với một mình bà.
Ngoài nhà, Kiên nhìn theo bóng mẹ, rồi đưa mắt liếc nhanh cổ quan tài quan sát bố. Gió từ ngoài hình như vừa thổi mạnh, đem theo hơi lạnh ùa vào, làm anh rùng mình run rẩy. Vi vút trong tiếng gió âm u, dường như văng vẳng có tiếng người than khóc. Âm thanh ghê rợn khiến Kiên tái mặt, vội vã chạy ra sân, tập trung với vài người hàng xóm và họ hàng trong thân tộc, tranh thủ ăn bữa cơm trưa trước khi đón các đoàn khách buổi chiều tới viếng. Biến cố rùng rợn trong đám ma của ông Cường nhanh chóng trở thành một tin đồn lan ra rất nhanh. Thành ra dù ngày đưa ông Cường ra nghĩa địa, trời âm u xám xịt, mưa phùn rơi rã rít không ngừng, nhưng vẫn có rất đông người đến tiễn đưa. Họ vừa đến để khóc thương cho một người chưa mãn tuổi trời mà lại phải ra đi quá sớm, vừa là để bí mật bàn tán với nhau về những sự kiện kỳ dị diễn ra trong tang lễ của ông Cường. Lúc đến gần nghĩa trang, ai cũng giật mình vì xa xa trên những ngọn cây mọc ven khu đất thánh, đậu đen kịch những con quạ không biết từ đâu kéo về. Hàng trăm cặp mắt nhìn lên, lũ quạ đậu kín cành cây dường như khoái chí trước những ánh mắt tò mò. Đàn chim dữ không thèm bay đi, cứ đứng ở đó cất tiếng kêu thê thảm để phụ họa với âm thanh ai oán nỉ non của con người, như nhắc nhở những kẻ người trần mắt thịt về những biến cố dị thường đang âm thầm kéo đến. Lúc hạ quan, bà Ngoan lao xuống huyệt khóc ngất đi. Ba bốn thanh niên trong xóm phải kéo mãi mới lôi được bà lên để phù mộ lấp đất. Nhiều người bạn của ông Cường cũng nghẹn ngào khóc than. Chỉ riêng Kiên thì mặt lạnh như tiền, che giấu cảm xúc, nhất định không chịu nhỏ một giọt lệ. Thái độ của Kiên khiến nhiều người rất bất bình ái ngại. Họ không thể hiểu nổi vì sao Kiên được bố mình chăm lo cho như vậy mà bỗng trở nên bất hiếu trước cái chết của ông. Ngay cả những người dân nước lã vẫn còn đau đớn phân ưu, mà Kiên lại tỏ ra dửng dưng lạnh nhạt. Đứng trước mộ bố, Kiên im lặng mím chặt môi, khuôn mặt cứng đành như sắt nguội, ánh mắt toát ra vẻ lãnh đạm của một kẻ nhẫn tâm, sẵn sàng làm mọi điều dù bị thế gian phỉ nhổ. Sau đám ma của chồng, nhà bà Ngoan bao phủ một màu tang ngút trời. Sự tăng tốc ấy thể hiện rõ rệt trên nét mặt và trong cả những cách bà Ngoan xuất hiện ngoài đường. Mấy người đồng nghiệp thấy bà Ngoan trở lại công ty sau mấy ngày nghỉ phụ đám ma chồng, lắc đầu bảo: "Chị ơi, em nói thế này, chị nghe được thì để, không được thì bỏ qua cho chúng em chị nha." Chẳng đợi bà đồng ý, người đồng nghiệp kia đã tiếp lời: "Anh nhà chẳng may vắng số, ra đi đột ngột, ai cũng đau lòng hết á. Nhưng mà người chết á thì cũng đã đành, còn người sống nữa chứ. Dạo này á chị tiều tụy quá à, bọn em nhìn mà cũng xót ruột. Trên cao xanh, anh Cường có linh thiêng á, cũng chẳng muốn chị như thế này đâu." Bà Ngoan nghe người bạn mình nói xong, cũng thở dài lấy chiếc khăn mùi xoa đưa lên thấm hai bên mắt. Bà vừa gật đầu cảm ơn, vừa nói: "Chị cảm ơn mấy đứa hôm vừa rồi đã đến đưa anh ra đồng. Anh mắc bệnh hiểm nghèo. Nói thật là chuyện ra đi chỉ tính trong một sớm một chiều thôi em à. Nhưng mà không hiểu làm sao chị có thấy anh ấy về suốt." Mấy người đồng nghiệp nghe bà Ngoan nói xong, lập tức rùng mình nhớ lại biến cố diễn ra trong đám ma của ông Cường. Bà Ngoan khi ấy đã thấy chồng mình hiện về đứng ở ngoài sân, thậm chí còn nhìn thấy ông Cường nằm trong áo quan mà mắt vẫn trừng trừng nhìn vợ. Ban đầu ai cũng sợ, nhưng rồi khi đã bình tâm lại thì người ta cho rằng bà Ngoan mê sảng vì quá thương nhớ và tuyệt vọng trước cái chết của chồng. Người ta thấy bà nói vậy liền ái ngại đưa mắt nhìn nhau. Bà Ngoan dường như hiểu được suy nghĩ của những người đồng nghiệp,
tranh thủ nói. Thật ra thì cũng chẳng phải thấy rõ mồn một, chỉ là chị vẫn cảm thấy như thế thôi. Chắc có khi chị vẫn còn nhớ anh ấy quá. Vài người có mặt tỏ ra thông cảm, an ủi trước sự mất mát quá lớn của bà Ngoan. Nhưng cũng có một số người tò mò, thấy bà có vẻ trấn tĩnh thì lao vào hỏi. Chị cảm thấy anh ấy về thật hả? Chị có chắc không? Bà Ngoan nhìn người đồng nghiệp tốt chuyện kia rồi đáp. Chắc có thì chị không dám chắc, nhưng đúng là chị có linh cảm như thế thật. Câu nói của bà vô tình kéo thêm vài người hiếu kỳ nữa cũng tham gia câu chuyện. Một người mở lời. Chị kể đi chị, có khi là anh ấy thật đấy chị. Bà Ngoan thấy có người ủng hộ quan điểm của mình nên sau một hồi chần chừ cũng bắt đầu nói. Chị thì chị không có thấy rõ ràng lắm, nhưng mà lạ lắm, mấy đêm rồi, từ lúc mà đưa anh ra đồng, chị về nhà cứ cảm thấy như là anh Cường vẫn còn bên cạnh. Chị thấy có người đi theo mình à? Một cô đồng nghiệp hoảng hốt hỏi. Bà Ngoan lắc đầu. Cũng không hẳn thế, nhưng mà hình như trong nhà không chỉ có mình chị với thằng Kiên, mà lúc nào chị cũng cảm thấy như trong nhà có thêm một người nữa mà mắt trần của mình không có nom thấy. Câu nói của bà khiến những người đồng nghiệp ở bên rùng mình đứng nép sát vào nhau. Cô đồng nghiệp tốt chuyện kia vừa rồi cũng rùng rùng nói. Thật thế à chị? Hay là chị còn giữ đồ của anh trong nhà? Người ta kiêng đó chị. Em thấy các cụ nhà em nói á, đồ của người chết thì mình nên chôn đi hoặc là đem đốt, chứ không nên giữ lại trong nhà. Có khi người ta về chỉ đòi lại những mấy món đồ ấy thôi. Bà Ngoan lắc đầu bảo. Chắc là không phải đâu, vì đồ của anh Cường chị mang đi thiêu ngay trong hôm hạ quyệt rồi. Nhưng mà mỗi lần về nhà chị lại ngửi thấy mùi nước hoa mà anh ấy hay dùng. Mấy cô đồng nghiệp lại trố mắt nhìn nhau. Họ đã từng nghe chuyện ma nhiều lần, nhưng thật ra chưa có dịp nào chứng kiến trực tiếp một sự kiện kiểu này, nên dù có sợ nhưng ai cũng tò mò muốn nán lại nghe cho hết. Ngày hôm nay khi đang đứng giữa những người đồng nghiệp vây quanh, bà Ngoan vẫn rùng mình nhớ lại hôm vừa rồi khi trở về nhà. Buổi tối hôm ấy, bà Ngoan thắp hương cho chồng rồi vào buồng đi ngủ sau một ngày dài đãi cơm những người phụ giúp cho tang lễ. Còn Kiên, con trai bà, thì ở bên ngoài kê lại bàn ghế hóa vàng sau khi khách khứa đã ra về hết. Căn nhà trống vắng lạ thường, diện tích vốn không lớn lắm, nhưng đêm nay bà Ngoan cảm thấy nó thênh thang đến độ lạnh lẽo. Ở trong buồng, bà Ngoan buông màn rồi mệt mỏi nằm xuống, ngoái đầu trông ra ngoài cửa sổ. Bà hơi rùng mình vì mường tượng ra khuôn mặt tím đen hốc hác của ông Cường hiện về ngay trong chính đám tang của mình. Ở chính khung cửa sổ này, bà Ngoan đã thấy ông Cường lầm lũi đứng đó, trừng trừng đôi mắt nhìn thẳng vào bà. Cái ý niệm ấy làm bà hơi giật mình, vội vàng ngồi dậy với tay đóng cửa. Ở dưới quê, người ta thường kê giường sát cửa sổ để cho thoáng. Bà Ngoan không phải người lãng mạn đến độ có thú ngắm trăng, nhưng khi ngủ cũng rất hiếm khi bà đóng cửa. Cảm giác bí bách trong một căn phòng kín khiến bà thấy không thoải mái, nhưng ít nhất nó còn đỡ hơn là trông thấy ông Cường hiện về giữa đêm. Nhưng khi hai cánh cửa chỉ còn một khe hở nhỏ, thì bà Ngoan bỗng đột nhiên dừng lại. Trong khoảnh khắc nhìn qua khe cửa, bà chợt thấy Kiên đứng ở trước sân, tựa đầu vào một cành cây thấp, dáng điệu hết sức ưu phiền, nhìn bà khẩn khoản. Xa xa, trong vùng ánh mắt sáng mờ nhạt của khoảng vườn tăm tối, bà Ngoan thấy sau lưng con trai mình lững lờ hiện ra một khuôn mặt trắng xanh hốc hác. Khuôn mặt ấy ở xa
gần như chìm hẳn vào trong màn tối âm u của khu vườn, nên cứ lập lờ, khi mờ khi tỏ. Bà Ngoan sợ lắm. Bà đã toan kêu lên để cho Kiên nghe thấy, nhưng không được. Cổ họng bà nghẹn cứng, như có một vật gì đó mắc kẹt bên trong, ngăn không cho bà kêu lên thành tiếng. Trước mặt bà, Kiên bắt đầu lùi dần, lùi dần. Nhưng ánh mắt tiêu linh dịu vợi của anh thì vẫn hướng về phía bà, nhìn bà như đang oán trách. Đến lúc này, bà Ngoan mới nhõm được người lên, rồi hồi hộp vẫy tay gọi. Kiên, Kiên ơi, bố con kìa, bố con ở sau lưng con kìa. Nhưng dường như Kiên không nghe thấy bà Ngoan nói gì, vẫn cứ chậm chậm lùi về phía sau, càng lúc lại càng gần với khuôn mặt của hồn ma ông bố. Bà Ngoan sợ quá. Bà vẫn thường nghe các cụ trong xóm nói với nhau rằng những người vừa mới chết, có thể họ vì thương nhớ người thân, có thể là vì cái chết ấy đột ngột quá mà chính họ cũng chưa biết mình đã chết nên cứ hiện hồn về. Cho đến khi hết hạn 49 ngày, quỷ sai bắt đi mới chịu xuống âm ty trình diện. Ghê gớm hơn, người ta còn hay kháo nhau rằng nếu gia đình có người vừa mất, trong 3 ngày đầu tiên sau khi hạ quyệt, người quá cố rất hay trở về để bắt vía thân nhân. Cái ý nghĩ hải hùng ấy khiến bà Ngoan kinh sợ. Thấy con trai mình cứ lùi dần về bóng tối, bà Ngoan sốt ruột gào to. Kiên, Kiên ơi, đừng con ơi, bố con kìa, chạy đi. Vừa nói, bà vừa buông tay khỏi chấn song cửa sổ, đạp tung cả cái màn toàn mở cửa ra gọi con vào. Nhưng phần vì quá sợ, phần vì luống cuống, bà bắp chân ở thành giường rồi ngã sóng xoài ra trên nền đất. Đầu gối đập xuống sàn nhà đau điếng, nhưng bà không để ý, cứ thế lồm cồm bò dậy. Vừa ra đến cửa buồng, chưa kịp chạy ra ngoài thì bất chợt cánh cửa gỗ bật tung ra, và lù lù đứng trước mặt bà là một người đàn ông với làn da trắng xanh tái mét. Bà kinh hãi thét lên, thì người đó cũng lao lại phía bà, sốt ruột hỏi. Ơ kìa mẹ à, sao mẹ chưa ngủ? Nửa đêm nửa hôm cứ gào thét ầm nhà lên là thế nào? Con đây mà. Bà Ngoan run rẩy ngước mắt lên. Dưới ánh sáng leo loét của ngọn đèn đỏ thắp trên bàn thờ ngay giữa gian phòng khách, bà Ngoan nhận ra quả thật người đứng trước mặt bà là Kiên, chứ không phải là ông Cường. Bà đặt tay lên ngực, cố đè nén nỗi sợ hãi, rồi hổn hển nói. Quả ra là con à, mẹ cứ tưởng gặp ma. Kiên hơi cau mày đáp. Ma nào? Con đây chứ ma nào, mẹ làm sao thế? Bà Ngoan ngoái cổ nhìn ra khung cửa sổ vẫn còn chưa đóng lại. Từng luồng gió cuối năm lạnh buốt vẫn cứ ùa vào, rít lên từng chập. Bà lắp bắp nói. Mẹ, mẹ tưởng bố mày về. Kiệt xua tay đáp. Ơi bố nào, con đây nè. Chắc là mẹ mệt quá rồi đó. Thôi mẹ đi ngủ đi cho lại sức, mẹ thức trắng mấy đêm rồi. Bà Ngoan vừa bước theo con trở vào buồng, vừa run run hỏi. Thì có phải vừa lúc nãy còn đứng ở ngoài giường đúng không? Kiên đưa mẹ ngồi xuống bên giường. Kiên nhẫn giải thích. Không, con đứng ở đó làm gì? Suốt từ nãy đến giờ con ở nhà ngoài, đang kê lại bàn ghế mà. Con nghe thấy mẹ gào to quá, vội vàng tung cửa chạy vào á, thì đã thấy mẹ định lao ra rồi. Bà Ngoan thở hắt ra, ánh mắt mông lung bất định, cơn hồi hộp vẫn còn chưa tan, khiến tiếng bà cứ câu được câu chăng như một người kiệt sức. Thật thế hả? Sao lại thế được? Mẹ thấy mày đứng ở ngoài giường, mày cứ lùi dần, mà bố mày thì hiện ra ở sau lưng, nên là mẹ. Kiên ngắt lời. Thì chắc tại mẹ nhớ bố quá cho nên sinh ra mộng mị, chứ có gì lạ đâu.
Rồi Kiên lại nhắc điệp khúc cũ. Thôi mẹ đi ngủ cho lại sức đi, mẹ thức trắng mấy đêm rồi. Nhớ lại hình ảnh rùng rợn vừa rồi ở ngoài vườn, nhớ lại khuôn mặt tím đen của ông Cường khi ẩn khi hiện, lập lờ trôi trong bóng tối. Bà Ngoan rùng mình run rẩy, rồi níu lấy tay con, vừa nức nở vừa nói. Không, con ơi, đã đành là mẹ nhớ bố. Nhưng mà mẹ đã ngủ đâu mà mơ. Rõ ràng là mẹ thấy bố mày hiện về. Mẹ sợ bố mày về để bắt mày đi cùng ông ấy. Kiên lờ đãng lắc đầu, nói như để trấn an mẹ. Ơi mẹ ơi, giờ này người ta đã phóng cả tàu vũ trụ lên mặt trăng rồi, làm gì có chuyện ma với quỷ như thế chứ. Chỉ là mẹ nhớ bố quá cho nên tâm trí bất ổn thôi. Thôi mẹ đi ngủ đi, ngủ đi rồi mấy hôm nữa mọi thứ lại đâu vào đấy cả à. Dứt lời, Kiên quay người bước ra khỏi phòng khách, để lại bà Ngoan ngồi thẫn thờ một mình trong căn buồng lạnh lẽo. Bà ngoái cổ trông theo bóng lưng của đứa con trai duy nhất, dưới ngọn dầu leo lét đặt ở bàn thờ đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, không đủ soi sáng cho căn nhà chưa tan mùi tử khí. Bà Ngoan rùng mình khi chợt nhận ra cái dáng đi lầm lũi của Kiên giống hệt với ông Cường, như một điềm báo về một tương lai đầy bất trắc mà bà không thể nào lường trước được. Trước khi lâm bệnh một thời gian, bà Ngoan ông Cường đã không còn chung chăn gối. Một phần vì ông Cường cũng đã qua cái thời kỳ sung mãn, không còn khao khát chuyện gối chăn. Một phần nữa vì hai người dần nhận ra giữa họ có những khác biệt sâu đậm về tính cách, nên không còn muốn ngủ chung giường. Thế nên dù cùng chiếm giữ một gian buồng, nhưng ông bà cũng chỉ kê hai chiếc giường đối diện nhau. Những lúc trái gió trở trời tiện bề chăm nom chăm sóc. Giờ đây ông Cường đã mất, trong căn buồng ấy chỉ còn lại bà Ngoan với hai chiếc giường trống trải. Nhớ lại biến cố vừa rồi, bà Ngoan không thể nào nhắm mắt. Ông Cường đã hiện về với bà 3 lần, 2 lần trong đám tang và 1 lần sau khi hạ huyệt. Cả 3 lần ấy, ông đều chẳng nói gì, chỉ đăm đăm nhìn bà. Hình ảnh người chồng tiều tụy hao gầy vì trọng bệnh với ánh mắt sâu thẳm dị thường khiến bà rùng mình sợ hãi. Bà co người lại, kéo tấm chăn lên tận cằm như để giữ lại cho mình chút hơi ấm trong gian nhà lạnh lẽo. Bà quay mặt vào bức vách, không dám nhìn sang phía giường đối diện là chỗ nằm của ông Cường ngày ông còn sống. Sợ rằng nếu bà quay mặt lại thì rất có thể ở trên chiếc giường đối diện đã có một khuôn mặt tím đen trừng trừng đôi mắt nhìn thẳng vào bà. Bà Ngoan bần thần im lặng, chẳng biết người ta nói có đúng hay không. Chuyện hồn ma xưa nay bà vẫn thường cho rằng là hoang đường, là tưởng tượng, hoặc ít ra chỉ là bán tín bán nghi. Chứ có bao giờ chính bà lại phải trực tiếp đối diện với hồn ma như mấy hôm nay đâu. Chẳng lẽ chốn dương gian vẫn luôn có người âm lai vãng mà bình thường không ai thấy? Biết đâu chính lúc này, khi đang nằm một mình ở đây, thì có biết bao nhiêu hồn ma đang lẩn vẩn xung quanh mà bà không để ý, hoặc người ta cố tình không cho bà nom thấy. Ý niệm như vừa xối cả gáo nước đá vào sống lưng, khiến bà bất chợt cảm thấy rùng mình, rùng lên lẩy bẩy, rồi khẽ hé mắt ngước lên cửa sổ. Bà đăm đăm nhìn, nhưng cánh cửa chẳng biết từ lúc nào đã khép chặt lại với nhau. Lâu lâu bên ngoài lại rít lên vì những cơn gió vù vù thổi. Hai tấm gỗ im lìm ấy dường như đang ẩn chứa phía sau một thứ bí mật rợn người mà bà không muốn biết. Đang lo lắng về những biến cố dị thường, bất chợt bà Ngoan rùng mình vì nghe thấy tiếng khóc nỉ non cất lên khe khẽ bên kia bức vách. Vừa chợt nghe, bà đã nghĩ rằng đó là Kiên, vì thương nhớ bố quá mà bật khóc. Bà thấy hơi mũi lòng và cả ngạc nhiên, vì trong suốt mấy hôm tang lễ, con trai bà chẳng nhỏ một giọt lệ. Hóa ra
Kiên đã cố kìm nén cảm xúc của mình, đợi đến khi không còn ai nữa mới bật lên được những tiếng than não nụt. Ngoài buồng, chuông đồng hồ vừa gõ 12 tiếng. Nằm trong đây, bà Ngoan vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhang thoang thoảng lọt vào qua những khe cửa nhỏ. Khung cảnh giữa lúc đêm trường tĩnh mịch trong một căn nhà vừa có người mới chết, cùng với tiếng khóc than ai oán nghẹn ngào như quyện lại với nhau, phụ họa cho sự tiêu điều tan tóc, và càng khiến khung cảnh như bị nhấn chìm giữa chốn điều linh ma quái. Nghe con khóc, bà Ngoan thấy chân tay mình bủng rủng. Bà toan xuống giường sang buồng bên cạnh để an ủi Kiên, nhưng bất chợt bật khựng lại. Thoang thoảng trong không khí, bà ngửi thấy cả mùi nước hoa. Mùi nước hoa rất nhẹ và rất quen, khiến bà hơi chột dạ. Bởi đó là mùi nước hoa mà trước kia khi còn khỏe mạnh, ông Cường vẫn thường dùng. Sao lại thế này? Bà thầm nghĩ và khẽ rùng mình hoảng sợ. Bởi bao nhiêu đồ vật, quần áo tư trang của người chồng mới mất, ngay trong chiều hôm nay bà đã mang đi thiêu gần sát bên nấm mộ của ông. Trong số đó có cả lọ nước hoa mà ông Cường vẫn thường xuyên sử dụng. Ấy vậy mà sau giờ này, giữa lúc nửa đêm thanh vắng, bà lại ngửi thấy cái mùi hương quen thuộc đó. Câu hỏi hiện lên trong tâm trí, làm bà có chút hoang mang, nghĩ rằng mình buồn ngủ quá, thành ra không tỉnh táo. Bà Ngoan ngồi hẳn người dậy, hít hít mũi như để đánh hơi. Quả thật, trong không khí có mùi nước hoa, mùi nước hoa của Hugo Boss mà ông Cường vẫn dùng. Nó ở đâu ra? Bà không tài nào hiểu nổi. Bà run rẩy đưa mắt nhìn sang chiếc giường đối diện. Không có gì cả. Chiếc giường trống không. Chăn màn chiếu gối của ông, bà đã đem đi đốt sạch. Cả chiếc giường chỉ còn trơ lại những thanh giác giường vẹo vọ, như chính ông Cường vào những ngày cuối cùng trước khi tạ thế. Bà rùng mình nuốt khan nước bọt. Trong đầu bà chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất mà bà đã có sẵn câu trả lời. Ông Cường lại một lần nữa hiện về. Cả đêm hôm ấy, bà Ngoan không tài nào ngủ nổi. Suốt từ nửa đêm cho đến khi trời hừng sáng, bà co ro trong chiếc chăn, hai mắt lúc nào cũng mở trừng trừng, không dám khép, căng thẳng đợi chờ người chồng quá cố hiện về đối diện với bà. Nhưng không có gì khác lạ ngoài mùi nước hoa thoang thoảng trong nhà và tiếng khóc trấm trức của cậu con trai kéo dài cho đến khi trời sáng. Những ngày sau đó, bà Ngoan vẫn được nghỉ làm. Kiên cũng ở nhà với mẹ, vừa để chăm sóc, vừa để trông chừng, vì anh thấy mẹ mình có nhiều biểu hiện khác thường. Không chỉ Kiên, mà ngay cả những người hàng xóm đều thấy thế. Bằng chứng là, có bà láng giềng thân thiết với nhà Kiên sáng ra sang chơi. Vừa trông thấy khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt trũng sâu của bà Ngoan, bà hàng xóm nọ đã lo lắng hỏi. Ấy chết, chị Ngoan, sao nhìn chị đến nông nổi này? Đêm qua chị không ngủ được hả? Bà Ngoan cúi đầu, hơi gật gật để thay cho lời xác nhận với người láng giềng. Bà hàng xóm lại tiếp. Ê, khổ thân chị, tại chị thương nhớ anh ấy quá đó mà. Bà Ngoan ngước nhìn lên, rồi trầm giọng kể lại cho người hàng xóm tất cả biến cố hôm qua. Bà hàng xóm đăm đăm nhìn bà, lâu lâu lại rùng mình, trong vô thức khẽ đưa tay lên xoa xoa hai cánh tay như sợ hãi. Đoạn bà hàng xóm hỏi, thật không hả chị? Chị ngửi thấy mùi nước hoa của anh ấy thật sao? Bà Ngoan khẳng định. Thật mà, tôi nói dối chị làm gì? Cả đêm qua tôi ngửi thấy cả đêm cơ. Giờ trong nhà vẫn còn thoang thoảng kìa. Người hàng xóm nọ cũng lặp lại động tác y như bà Ngoan, cũng ngẩng đầu lên rồi khẽ hít hít trong không khí. Nhưng trái với sự mong đợi, người đó chỉ lắc đầu bảo, ủa, có thấy mũi gì đâu nhỉ? Bà Ngoan hỏi lại,
Chị không ngửi thấy gì à? Vâng, em chẳng ngửi thấy mùi gì cả, chỉ có mùi nhang thôi. Người đó vừa nói, vừa khẽ quay đầu ra ngoài cửa. Bà vừa sực nhớ về biến cố diễn ra trong tang lễ của ông Cường và thầm đánh giá lại toàn bộ câu chuyện mà bà Ngoan vừa kể. Có lẽ người ta nói đúng, bà Ngoan sau cái chết của chồng đã trở thành một người ngơ ngẩn, nửa tỉnh nửa mê, tâm thần bấn loạn. Người ta cũng tin là có mà, nhưng vì ngoài bà Ngoan ra chẳng ai thấy, nên dần dà họ đoán chắc rằng bà Ngoan bị sang chấn tâm lý sau cú sốc mất chồng, cho nên mới bắt đầu tự tưởng tượng ra những sự việc hãi hùng hoàn toàn không có thật. Bà hàng xóm khẽ chép miệng rồi bảo, Thôi, thế chị đi nghỉ ngơi đi nha. Em xin phép phải về trước có việc. Vừa sực nhớ ra là phải đi ra chợ mua cho thằng bé nhà em ít đồ. Nói đoạn, bà hàng xóm vội vã đứng lên rồi ra về như người chạy trốn. Bà chẳng vội vàng gì đâu, vì lẽ dĩ nhiên bà ta không cần ra chợ mua gì cả. Vấn đề ở đây là bà không muốn nán lại nơi đây, trong căn nhà vừa có người mới mất, để phải gánh chịu trọn vẹn sự tổn thương tâm lý của bà Ngoan mà thôi. Nhưng chính bà Ngoan lại không nhận ra điều đó. Sau mấy ngày thức trắng vì những hiện tượng dị thường, dường như cú sốc tâm lý đã ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của bà. Bởi thế, thay vì nên giữ kín hoặc chia sẻ với người nhà để tìm biện pháp điều trị, bà lại đi kể những việc đó với tất cả mọi người. Những người nghe bà kể chuyện, phần nhiều chỉ vì hiếu kỳ, chứ họ không quan tâm thật sự. Người ta chỉ bán tín bán nghi, chứ không mấy ai tin rằng chuyện ông Cường hiện về là có thật. Kể cả những người đồng nghiệp đang vây quanh bà trong lúc này cũng vậy. Họ nghe để có cái mà bàn tán với nhau sau lưng bà, chứ có mấy ai thật sự thông cảm với cơn sốc về tâm lý của bà đâu. Bằng chứng là chỉ sau vài tuần, kể từ buổi kể chuyện tâm tình ngày hôm đó, bà Ngoan đã nhận được quyết định buộc thôi việc của ban lãnh đạo. Người ta có thể chấp nhận trong công ty có vài ba mụ đồng bóng thích mê tín dị đoan, nhưng không ai có thể chấp nhận việc đồng nghiệp của mình là một kẻ hoang tưởng, mắc bệnh tâm thần. Bà Ngoan bần thần trở về nhà với tờ giấy buộc thôi việc trên tay. Không ai hiểu rằng chỉ khi nào rời xa căn nhà này, được đi làm, được tiếp xúc với mọi người thì bà mới có thể thư giãn đôi chút. Sau cái chết của chồng, căn nhà vốn dĩ quen thuộc, mảnh đất mà bà đã sinh sống gần 20 năm nay bỗng trở nên xa lạ đến độ rợn người. Đứa con trai trước đây hoạt bát vui vẻ, sau cái chết của bố bỗng trở nên lầm lì ít nói, như một bóng ma biết ăn biết học. Còn bà đã phải chịu đựng quá nhiều mà không được ai thấu hiểu, kể cả chính đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra. Ném chiếc túi xách xuống nền nhà, bà vào buồng rồi nằm vật xuống giường vì kiệt sức. Nhưng bà không được nghỉ ngơi là mấy, vì vừa mới quay mặt nhìn sang chiếc giường đối diện thì bà đã kinh hãi hét lên, rồi luống cuống ngã người ra xuống đất. Vì trên chiếc giường mà trước kia ông Cường nằm ngủ đang kê ngay ngắn chiếc gối vỏ hoa để trên mảnh chăn chiên xếp gọn, tất cả giống hệt như khi ông còn sống. Bà Ngoan hoang mang lồm cồm bò trên nền nhà bằng cả tứ chi. Tại sao lại thế này? Bà không tài nào hiểu nổi. Chăn gối, mùng màn, áo quần và thậm chí là cả sách báo của ông Cường bà đều đem đi đốt cả. Tại sao trên giường của ông lại lù lù đống đồ vật của người chết thế kia? Nghe tiếng bà tru tréo lên vì sợ, Kiên mệt mỏi bước sang từ buồng bên cạnh. Vừa nhìn thấy bà, Kiên đã lắc đầu hỏi, mẹ lại làm sao nữa thế? Bà Ngoan run rẩy chỉ tay vào buồng, hướng về phía cái giường của người chồng quá cố.
Bố mày lại hiện về. Bố mày mang chăn gối từ dưới âm vũ lên đây nằm với mẹ. Kiên nhìn vào buồng ngủ của mẹ, ánh mắt ngơ ngác rồi lại chuyển hướng về phía bà Ngoan. Chăn gối nào hả mẹ? Mẹ nói cái gì mà con không hiểu? Bà Ngoan trú lên như một người hóa dại. Kìa kìa, chăn gối, cái chăn chiên với cái gối hoa của bố mày để trên giường kia kìa. Con không nhìn thấy gì à? Kiên không đáp lời bà, nhưng ánh mắt bần thần nhìn bà tuyệt vọng đã thay cho lời nói. Bà Ngoan ứa nước mắt, uất ức không thể chứng minh sự tồn tại của hai món đồ thuộc về người chết. Bà quỳ mọp xuống, bật khóc nức nở rồi gào lên. Trời ơi, tôi làm sao thế này? Ôi làng nước ơi, ai giết chết tôi đi? Ông Cường ơi, ông giết tôi đi, đừng có đày đọa tôi nữa. Kiên chết trân nhìn mẹ, anh lắc đầu, đôi mắt não nề bất lực trước cơn bấn loạn thần kinh của một người đàn bà từng có thời xuân sắc. Bà Ngoan lăn ra giữa nền nhà, hai tay túm tóc, liên tục giật ra những mớ tóc vừa mới được nhuộm đen. Vẻ đẹp có phần ướt át đa tình trong đôi mắt bồ câu của bà này đã bị thay thế bằng sự điên loạn thất thần. Cặp đồng tử đục lờ nhờ không còn sức sống, cứ nhướng lên nhìn về phía giường của ông chồng mới chết, ánh lên những tia hoảng loạn đến dại khờ. Chẳng cần phải đợi đến bây giờ, mà thật ra chỉ ngay sau cái chết của ông Cường ít lâu, những triệu chứng tâm thần đã xuất hiện mà không ai chú ý. Bà Ngoan không nhận ra hoặc không nhớ nổi những việc mình đã làm. Trong căn nhà tăm tối lúc nào cũng chỉ có vài ánh đèn dầu leo lét đặt ở bàn thờ. Bà Ngoan như thể đã biến thành một cái bóng vô hình, xa lạ với những người xung quanh và xa lạ với cả chính bản thân bà. Kiên không nỡ nhìn mẹ mình đánh mất hết sự tỉnh táo rồi làm hại chính mình. Anh chạy vội vào bếp, lấy ra trong tủ chạng mấy viên thuốc mà bác sĩ tâm thần đã từng gửi cho bà Ngoan vài hôm trước. Kiên cúi xuống đỡ lưng, nhét vội thuốc vào trong miệng rồi ép cho mẹ uống. Thuốc có tác dụng tức thì. Chỉ vài phút sau, bà Ngoan đã từ từ liệm dần rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Kiên có việc phải lên phố. Mới đi được nửa đường, anh đã phải dừng xe để nghe điện thoại. Nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại Samsung, hiện ra một dòng số lạ. Alo, ai đấy ạ? Kiên xin nghe. Kiên còn chưa dứt câu thì từ đầu dây bên kia đã có giọng nói gần như quát. Cháu đang ở đâu? Cô liên hàng xóm này nè, về nhà ngay, mẹ mày sắp đốt nhà rồi kia kìa. Kiên không thèm nghe hết lời thông báo kinh khủng của người hàng xóm, mà đã vội quay đầu xe, phóng vun vút về nhà. Chưa vào đến ngõ, Kiên đã thấy lố nhố cả mấy chục người đang hiếu kỳ bàn tán. Từ phía cuối ngõ, vẫn đang bốc lên cục khói đen xì, dày đặc như báo trước biến cố hải hùng vừa mới xảy ra. Một người hàng xóm trông thấy Kiên, vội vàng chạy lại bảo. Này, mày về nhà ngay đi, ấy khổ thân. Mẹ cháu đâu hả bác? Người đàn ông nhiệt tình, quần áo xốc xếch bám đầy bụi than, mái tóc ướt đầu, vừa thở hổn hển vừa lấy tay quệt mồ hôi bảo. Mẹ mày đang ở nhà bác cả, người ta tìm cho bà ấy mấy mũi an thần rồi. Thôi thôi, về đi cháu, mai mà không cháy nhà nha. Kiên lo lắng đi ngược vào trong ngõ. Những ánh mắt nửa hiếu kỳ, nửa ái ngại nhìn anh không dứt. Vừa vào đến sân, Kiên đã nhận ra ba bốn người thanh niên hình như vừa xách nước dập lửa xong xuôi. Kiên hỏi một người quen mặt. Chuyện là thế nào thế anh? Người thanh niên kia đáp. Ơi, anh cũng có biết cái gì đâu. Đang ngồi nhà chơi với con á, thì thấy bên nhà mày ầm ầm tiếng gào tiếng rú. Anh với mọi người chạy ra thì đã thấy cửa sổ trong buồng bốc lên nghi ngút khói rồi. Quảng quá chẳng có thời gian hỏi, cho nên anh với mấy thằng này sang dập lửa luôn.
Cũng may đó nghe, cháy có mỗi cái giường à. Thôi, cổ đi thay người chú à. Kiên im lặng, hai tay buông thõng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào khung cửa sổ ám đặc khói đen. Kiên cũng chẳng cần phải hỏi vì sao nhà cháy. Anh đã thừa hiểu nguyên nhân, đứng bần thần bên cạnh những người hàng xóm. Kiên thở hắt ra, một lần nữa mang theo bộ mặt lạnh như tiền trước biến cố trong gia đình đầy sóng gió. Người ta thường nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Ngay buổi chiều hôm đó, chuyện bà Ngoan tự tay đốt nhà đã trở thành một chủ đề cực nóng hổi trong cả khu phố. Người ta đồn nhau rằng chính bà Ngoan sau ngày chồng chết đã đập vỡ hết các loại bóng đèn trong nhà mình, chỉ trừ hai bóng đèn dầu trên bàn thờ còn sáng. Bởi vì bà Ngoan trông thấy những cái bóng phản chiếu in trên nền đất, bà đập hết bóng đèn thì sẽ không phải thấy những cái bóng đèn ấy nữa. Và người ta cũng đồn rằng cũng chính bà Ngoan đã châm lửa đốt nhà. Họ tin rằng bà Ngoan đã hóa điên sau cái chết của ông chồng. Bởi lẽ trước khi liệm đi vì bị tiêm thuốc an thần, bà Ngoan vừa chạy vừa cầm cái bật lửa gào rú trù tréo cả nửa giờ liền. Đốt, đốt hết, tao đốt tất, tao đốt thì mày không hành mẹ con tao nữa. Tao đốt hết. Tiếng cười lạnh lạnh như tiếng thủy tinh vỡ, với mái tóc rối tung như tổ quả xoăn tít thành từng lọn vào nhau, khiến người ta tưởng tượng đến một kẻ tâm thần phân liệt hơn là một người đàn bà tội nghiệp. Họ tin chắc rằng bà Ngoan đã mất đi thần trí, bởi một người tỉnh táo sẽ không tự nhiên châm lửa đốt chính nhà mình. Có điều họ chẳng thể nào giải thích được vì sao bà Ngoan làm như vậy. Bà quá thương nhớ ông Cường đến độ hóa điên hay sao? Xóm làng láng giềng ai cũng thắc mắc trước sự thay đổi khủng khiếp của bà. Những ngày sau, bà Ngoan xuất hiện với vẻ ngoài khắc khổ và thê thảm không bút mực nào tả xiết. Bà đi thẫn thờ, nói lảm nhảm một mình. Gặp người quen, bà không nhận ra, mà chính họ cũng không thể nhận ra bà. Bất kể khi trời còn sáng hay tối đã sang, người ta vẫn thấy trong căn nhà tối tăm cuối xóm cất lên những tràng cười man dại hoặc là những tiếng than khóc nỉ non của bà. Bà Ngoan được con trai đưa đi bệnh viện, nhưng các bác sĩ đều chỉ biết lắc đầu bó tay, bởi họ không thể chữa cho bà Ngoan khỏi bệnh. Cú sốc tâm lý đã in sâu vào não bộ, khiến bà mất đi sự cảm nhận đầy đủ về ý thức. Nói một cách ngắn gọn hơn, bà Ngoan đã hóa điên. Người ta ân cần khuyên Kiên nên đưa mẹ vào trại tâm thần để được các bác sĩ và những người có chuyên môn chăm sóc, nhưng Kiên chỉ lắc đầu. Anh não nề bảo, bố cháu mất, chỉ để lại mỗi hai mẹ con. Giờ mẹ cháu vì thương nhớ bố cháu mà phát bệnh. Các cô các chú bảo cháu nỡ lòng nào đem bỏ mẹ cháu vào trại thương điên. Mẹ cháu còn sống ngày nào thì cháu phải làm cho tròn chữ hiếu, thay bố chăm sóc cho mẹ. Người ta thấy Kiên đã nói như thế thì cũng chỉ biết im lặng gật đầu, bởi không có ai nhẫn tâm đến độ tách một người con hiếu thảo ra khỏi người thân duy nhất cuối cùng. Một người hàng xóm từ nhà Kiên trở về chép miệng than, khổ thân thằng bé, còn chưa ra trường mà đã phải gồng gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm. Mẹ nó như thế thì sau này ai còn dám lấy nó nữa. Một người khác cũng thở dài bàn góp, tính làm sao được cái việc cưới sinh của nó giờ, nó còn trẻ. Thôi thì còn nước còn tát, cứ để nó chăm sóc cho bà Ngoan, rồi hàng xóm láng giềng mỗi người một tay một chân vào mà phụ giúp cho nó. Người đã nói xong dường như vẫn chưa hết ý, lại ngẩng mặt lên trời cảm thán. Ê, trời xanh nó không có mắt, bà Ngoan có tội lỗi gì đâu á mà hành hạ người ta ra đến nông nỗi này cơ chứ. Người ta thấy hai mẹ con ái ngại trước những thảm cảnh dồn dập trút xuống một gia đình êm ấm, và thầm cầu mong cho họ sớm tai qua nạn khỏi để có thể bình an sống cho hết kiếp người. Nhưng có thể
người hàng xóm kia nói đúng. Trời xanh không có mắt, hoặc trời xanh cũng có, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Sáng hôm ấy, ông tổ trưởng dân phố vừa mới làm một vòng bách bộ quanh khu dân cư. Còn đang lững thững trở về nhà, thì đột nhiên có mấy người dáng điệu hất hơ hất hải chạy đến, gấp gáp bảo: Bác Giang ơi! Ông tổ trưởng ngạc nhiên hỏi: Làm sao mà nhà anh chị tìm tôi sớm thế này? Cứ từ từ đã, thở xong đi đã rồi hắn nói. Người nọ xua tay lắc đầu bảo: Bác xem đi này. Vừa nói, người đó vừa đưa cho ông tổ trưởng dân phố một tờ giấy gấp làm tư, nhòe nhoẹt mồ hôi và vết mực. Ông tổ trưởng kinh ngạc vội vàng mở ra xem. Càng đọc, mặt ông càng tái đi. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của mấy người hàng xóm: Nhanh lên bác ơi, nhanh lên về xem xử lý thế nào. Ôi, khổ thân mẹ con nhà nó, sao lại đến nông nỗi này. Thế bà ngoan thắt cổ lâu chưa, có cứu được không? Ông tổ trưởng vừa chạy vừa quay sang hỏi người kia. Người kia liền đáp: Trời ơi, cứu được thì em còn tìm bác làm gì, chết cứng rồi. Sáng sớm nay em đang chuẩn bị lấy xe đi chợ thì nghe trong nhà thằng Kiên có tiếng hét. Ban đầu em cũng tưởng là bà ngoan lại lên cơn, nhưng mà định thần lại thì em nhận ra đó là giọng đàn ông. Mà nhà đó thì làm gì còn đàn ông nào ngoài thằng Kiên nữa. Thấy thế em mới vội chạy sang xem. Thì ôi trời ơi, bà ngoan đã treo cổ ngay giữa nhà từ bao giờ rồi. Ông tổ trưởng lắc đầu lẩm bẩm gì đó. Người kia không thèm quan tâm, cứ thế mà tiếp. Lúc đỡ được cái xác của bà xuống thì mới rời ra cái lá thư tuyệt mệnh của bà ta nè. Hóa ra tất cả mọi chuyện là như thế. Thế mà chẳng ai biết, sợ thật đấy. Ông tổ trưởng cũng đã đọc hết lá thư, nhưng không muốn tập trung vào thâm cung bí sử của gia đình người ta, nên chuyển câu chuyện sang hướng khác. Thế thằng Kiên thế nào rồi? Có ai ở đây với nó không? Khốn nạn thật chứ. Bố mất còn chưa sanh có, giờ lại đến mẹ cũng tự tử chết theo. Có ai ở đây trông thằng bé không? Một người khác hổn hển thở vừa chạy vừa bảo: Có rồi. Em cắt cử mấy cậu thanh niên ở trong xóm ở lại đó để trông chừng nó rồi. Nói dại chứ lỡ nó cũng nghỉ quẩn thì. Ông tổ trưởng bảo: Thôi tạm thế đã, các anh một người đi báo công an đi. Phải báo chính quyền để họ làm biên bản, làm giấy khai tử thì mới đem chôn được. Còn mấy chị về sớm với tôi, rồi chắc lúc nữa nhờ các chị đi xem áo quan, rồi liên hệ cho tôi người đào đất. Ê, khổ thần quá. Nhóm người được ông tổ trưởng phân công nhanh chóng ai vào việc nấy. Tất cả mọi người trong xóm dù không ai nói với nhau lời nào, nhưng cũng đều cảm thấy gai người trước những biến cố diễn ra dồn dập, như báo hiệu ngày tàn của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Nhưng ông tổ trưởng nói không sai, mồ cha còn chưa sanh cỏ thì mẹ đã tự tử chết theo. Nhưng vẫn còn đó một nỗi đau khủng khiếp hơn thế. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến căn bệnh hiểm nghèo mà ông Cường mắc phải, cũng như nguồn gốc vì sao mà bà ngoan lại phải thắt cổ ở giữa nhà. Tất cả những thứ đó đều nằm trong lá thư tuyệt mệnh mà bà ngoan để lại. Sự thật chẳng ai ngờ, chính bà ngoan đã lập mưu giết chồng. Bởi đã từ lâu nay, bà ngoan không còn dành tình cảm cho ông Cường nữa. Mối tình vụng trộm của bà trong công ty tuy chưa bị ai phát giác, nhưng chồng bà sẽ là rào cản lớn nhất để bà có thể đến với người tình bí mật. Nhưng lúc con trai lên đường tham gia khóa thực tế xa nhà, bà ngoan đã bí mật mua thạch tín hòa với nước rồi tiêm vào đầu lọc thuốc lá của ông Cường. Lượng chất độc quá nhỏ khiến các bác sĩ không phát hiện ra sự tồn tại của nó, nhưng lại nhanh chóng khiến ông Cường xuống sức, bằng chứng là mấy căn bệnh suy đa tạng bỗng nhiên xuất hiện. Cái chết đến với ông nhanh chóng tới mức không ngờ. Nhưng trước mặt con trai láng giềng,
và hàng xóm, bà Ngoan vẫn cố đóng cho tròn một vai kịch, giả làm một người phụ nữ có chồng mắc bệnh hiểm nghèo, cho đến khi ông Cường nhắm mắt. Và trong suy nghĩ của mình, bà Ngoan biết rằng mình chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa sẽ có thể ung dung lên xe hoa với người tình, sống nốt những ngày tháng hồi xuân đầy mộng tưởng. Là thời tuyệt mệnh của người đàn bà hóa dại với đầy những chi tiết về ma quỷ hoang đường, không khiến cho cơ quan điều tra tin vào những lời trần thuật ấy. Họ cũng chỉ như bao nhiêu người bình thường khác, nghĩ rằng bà Ngoan quá sốc sau cái chết của chồng. Một người tâm thần luôn cố gắng hợp lý hóa mọi biến cố kỳ dị của mình đã tự vẽ lên một kịch bản, rồi kết liễu đời mình bằng một sợi dây thòng lọng. Nhưng ẩn sau những bí mật rợn người về căn nhà ma quái chất chứa biết bao nhiêu tang tóc ấy, lại là một âm mưu thâm độc nữa, mà kẻ thủ ác không ai khác chính là người không nhỏ một giọt lệ trong đám ma của cả cha lẫn mẹ. Nguyễn Văn Kiên, ngay từ khi ông Cường lâm bệnh rồi qua đời, đã tỏ ra nghi ngờ về tình hình sức khỏe của ông. Và ngay trước hôm tổ chức tang lễ, chính Kiên đã phát hiện ra số thạch tín còn lại mà bà Ngoan bí mật ném vào trong thùng rác. Chính sự phát hiện ấy đã khiến Kiên quyết định trả thù cho bố. Trong đám ma, Kiên đóng kịch tròn vai của một đứa con bất hiếu, không nhỏ một giọt lệ. Bởi lẽ Kiên còn đang bận tâm suy nghĩ làm thế nào để xây dựng một kịch bản hoàn hảo cho cái chết của bà Ngoan sau này. Kịch bản ấy đã được Kiên vẽ ra theo đúng cái cách mà bà Ngoan đã từng áp dụng với ông Cường. Kiên lấy lý do mẹ có nhiều dấu hiệu tâm thần, đã mua về cho bà rất nhiều thuốc bổ, nhưng thực tế là những chất hướng thần có khả năng tác động rất mạnh mẽ đến hệ thống thần kinh. Sợ rằng những loại thuốc ấy chưa đủ công hiệu để đẩy bà Ngoan đến bước đường cùng, Kiên âm thầm đi in ra những bức ảnh trắng đen chụp cận mặt bố mình những ngày cuối đời. Bức hình ấy được Kiên bí mật treo lên một cành cây trong vườn nhà. Dưới góc bức hình, Kiên buộc thêm một viên đá nhỏ, lợi dụng không gian tối ở ngoài sân. Vào đúng cái hôm sau khi chôn ông Cường, Kiên đã đứng trước cửa sổ buồng bà Ngoan, chờ đợi mẹ mình với tay đóng cửa. Với bức ảnh trắng đen chụp chân dung của ông Cường treo trên cành cây, cùng với những luồng gió đông thổi vù vù từng trận, khiến khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Một người tâm lý đang chấn động như bà Ngoan không thể đủ tỉnh táo để có thể nhận ra khuôn mặt ma quái của ông Cường thực chất chỉ là một bức ảnh treo trong chỗ tối. Bà lại càng không thể nhận ra rằng Kiên hoàn toàn nghe hết được những lời bà Ngoan réo gọi. Nhưng Kiên chỉ cần im lặng, chậm chậm lùi dần, lùi dần về phía sau và nhìn bà bằng ánh mắt não nề ghê rợn. Đợi đến khi bà Ngoan đã mất hoàn toàn bình tĩnh, chuẩn bị lao ra ngoài gọi con, thì Kiên mới giật phăng tấm hình rồi chạy ngay vào trong nhà, chờ bà Ngoan mở cửa, rồi nói với bà rằng mình vẫn ở trong nhà và mọi chuyện bà Ngoan trông thấy ngoài vườn đều chỉ là tưởng tượng. Cũng chính đêm hôm đó, Kiên đã thu âm lại một đoạn ghi âm tiếng khóc rồi phát đi phát lại. Kiên cũng mua sẵn cho mình một lọ nước hoa Hugo Boss giống hệt với loại ông Cường từng sử dụng, bí mật phun qua khe cửa dẫn vào buồng bà Ngoan. Bởi thế mà ngay trong đêm ấy, quyện với mùi khói nhang nghi ngút ngoài giữa gian nhà và tiếng khóc nỉ non đầy ám ảnh của con trai, bà Ngoan còn ngửi thấy cả mùi nước hoa mà chồng bà từng sử dụng như một báo hiệu của sự âm hồn của một vong linh chết oan dưới bàn tay của người vợ cũ. Những ngày sau, để khiến tình trạng tâm thần của bà Ngoan ngày càng trở nên tồi tệ, Kiên đã bí mật tăng liều lượng thuốc hướng thần. Chỉ trừ những hôm đưa mẹ đi khám bệnh, chất hướng thần có khả năng gây nghiện nhưng lại đào thải rất nhanh, nên chỉ cần một ngày không sử dụng là trong các xét nghiệm của y tá, bác sĩ sẽ không thể nào phát hiện ra. Những cái bóng của ông Cường in trên nền đất cũng là một âm mưu mà Kiên cài cắm để trả cho bằng được mối thù giết bố. Những cái bóng ma quỷ khiến bà Ngoan sợ hãi đến độ đập vỡ tất cả đèn điện trong nhà chính là cái bóng của Kiên.
hai bố con giống nhau như đúc. Kể từ khuôn mặt cho đến dáng đi đã khiến bà Ngoan tái khẳng định việc hồn chồng hiện về đeo bám. Bóng đèn trong nhà bị đập nát lại càng thuận lợi cho Kiên trong việc biến khung cảnh của ngôi nhà trở nên điêu linh và ai oán, ngập ngụa, bao trùm một không khí tan tóc tiêu điều, khiến một người vốn đã hỗn loạn thần kinh, vốn hàng ngày bị chuốc cho rất nhiều thuốc độc, lại càng trở nên hoảng loạn và nhầm lẫn. Sự hoảng loạn ấy đã khiến bà Ngoan mất việc. Cũng chính sự hoảng loạn ấy làm cho bà Ngoan không biết được rằng cái gối hoa, cái chăn chiên để trên giường chồng cũ là hư hay thực. Dĩ nhiên, cả hai vật ấy đều là thật và đều được chính tay Kiên mua về, cẩn thận gấp gọn gàng, để ngay ngắn trên giường, đúng như thói quen ngày ông Cường còn sống. Những chi tiết ấy càng khiến bà Ngoan kinh sợ, càng làm bà tin chắc rằng chồng mình đang hiện về đòi mạng, bắt bà phải trả mối thù hãm hại chồng để đi theo tình trẻ. Còn Kiên, rất đơn giản. Khi bà Ngoan phát rồ, gào rú lên với hắn về những thứ vật dụng để ở trên giường, Kiên chỉ việc giả vờ, lắc đầu ngao ngán và nói rằng hắn không trông thấy gì, làm gì có cái chăn cái gối nào để trên giường. Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Kiên khiến bà Ngoan lại càng hoảng loạn. Bà không biết rằng chính mình đã bị con trai đưa vào một cái bẫy nguy hiểm chết người, nhưng vô hình vô ảnh. Cái bẫy ấy vẫn được bác sĩ tâm lý gọi là hiệu ứng ngọn đèn leo lét, là một thủ thuật thao túng tâm lý hết sức tinh vi, với mục đích khiến cho nạn nhân mất dần niềm tin vào trực giác của chính mình, không biết đâu là thật, đâu là giả, dần dà trở nên hoảng loạn rồi trầm cảm. Phần đông nạn nhân sẽ sống hết quãng đời còn lại trong trại thương điên, hoặc có những người may mắn hơn đã tranh thủ những giây phút tỉnh táo hiếm hoi để tự kết liễu đời mình, chấm dứt những chuỗi ngày phải sống trong sự hỗn loạn nửa hư nửa thực. Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên rằng vì sao tôi lại biết được âm mưu đen tối và khủng khiếp của Kiên, có phải không? Đơn giản lắm. Vì chẳng có ông Cường, chẳng có bà Ngoan và cũng chẳng có Kiên nào cả. Chỉ có tôi, một mình tôi đã đạo diễn và diễn kịch tròn vai. Liệu rằng có ai phát hiện ra bí mật này nữa không nhỉ? Chắc là không đâu. Bởi những người biết được bí mật của tôi sẽ chỉ được tưởng nhớ vào ngày rằm, mùng 1 hoặc mỗi năm một lần vào ngày giỗ. Người ta sẽ nhanh chóng quên đi những biến cố từng diễn ra trong gia đình này. Rất nhanh chóng quên đi trên mảnh đất này từng có một người đàn ông bị vợ mình hạ độc. Nhanh chóng quên đi người đàn bà bị bức tử bởi con trai. Thế nhưng, các bạn hãy giúp tôi một chuyện. Hãy trả lời hộ tôi hai câu hỏi. Thứ nhất, ma quỷ ở đâu ra? Hay chỉ có ma quỷ trong chính suy nghĩ của chúng ta? Thứ hai, tôi không thể giải thích được vì sao trong cái ngày làm đám ma cho người cha quá cố, con ác phụ kia lại thấy chồng nó hiện về. Vì sao nhỉ? Liệu có phải vì trong chính tâm trí của kẻ giết chồng đã có sẵn những bóng ma âm thầm ám ảnh? Hay là vì hồn người đã chết thực sự hiện về, bắt kẻ thủ ác phải trả món nợ như một quả báo nhãn tiền? Những bí mật này nhờ các bạn hãy giúp tôi giải quyết. Thân ái chào tạm biệt. À, hãy cẩn thận. Hãy thật sự cẩn thận với những kẻ có thể đi sâu vào trong tâm trí, tiềm thức của các bạn. Bởi biết đâu đấy, một ngày nào đó, chính các bạn cũng sẽ đập hết những đèn đóm trong nhà để sống giữa một không gian chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Ánh đèn leo loét, tác giả Lê Tuấn Vũ. Thì đã đọc rất nhiều câu chuyện của Tuấn Vũ. Không biết quý thính giả suy nghĩ như thế nào, nhưng mà riêng Thi thì rất thích cái cách viết của bạn ấy. Bởi vì những cái tình tiết và những cái diễn biến trong câu chuyện luôn mang đến cho cái người đọc
một cái cảm giác rất là hồi hộp. Quý thính giả có suy nghĩ và nhận xét như thế nào? Quý thính giả hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì xin cảm ơn. Đến đây chương trình đọc truyện Ma Đêm Khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.